Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người xem nhớ like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ em nha cả nhà ơi. Rồi hôm nay chú đến đây thay mặt cho cháu của chú là Lương Hồng ở bên Mỹ á. Thấy hoàn cảnh của con khó khăn cho nên Hồng ở bên Mỹ đưa cho chú 2 triệu để giúp đỡ cho con hoàn cảnh khó khăn. Đó là vậy thôi. Không có gì khác hơn. Em xin cảm ơn chị Hồng ở bên Mỹ, thì em cũng xin chúc cho chị gặp những điều may mắn. Xin chúc cho chị có sức khỏe dồi dào. Anh Hồng. Dạ, xin lỗi anh Hồng. Thì một lần nữa con cảm ơn chú. Con ở phòng nhà thì cũng giúp đỡ cho con rất là nhiều điều. Một lần nữa con cúi đầu cảm ơn chú. Rồi dáng cố gắng giữ gìn sức khỏe làm ăn nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Đây hình ảnh bốn bà cháu đang ăn cơm quý vị ơi. Toàn thì đi qua phụ gấp cơm. Đây là ăn sáng cũng như ăn trưa luôn quý vị. Nhìn bốn bà cháu nhìn thấy không khí ấm cúng không cả nhà. Tại vì bữa nay nó chưa mua rau củ quả được, nó ăn đỡ sườn cốc lết với lại khô cá lóc hoặc lạp xưởng. Ăn rất khô khan, nãy em xin ăn ké một chén mà nó cũng khô lắm. Nhìn những hình ảnh này rất là xúc động quý vị. Mà bốn bà cháu có nhau như vậy là cũng khá là ok rồi. Nay một buổi em ăn được mấy chén đi? Thì cũng tầm 2 chén, 3 chén. Dạ. Em mệt nè, em ăn có 1 chén, 1 chén mấy con. Để được cao lên. Dạ bà ơi, con có được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cô Ánh ở bên Mỹ á. Dạ. Có gửi về 100 đô là con đổi ra được 2,3 triệu. Dạ. Để gửi cho gia đình mình chú mất vì tiểu đường đúng không? Dạ. Dạ con gửi bà 2,3 triệu. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến cùng con với. Cảm ơn chị Ánh. Cô Ánh ở bên Mỹ gửi. Cô Ánh bên Mỹ. Cảm ơn cô Ánh bên Mỹ. Rồi cả nhà cảm ơn cô Ánh. Cô Ánh ở bên nước ngoài bên Mỹ. Cảm ơn. Cô là gì với chú? Giàu. Là anh là anh Mỹ. Cái này là anh. Lại đếm đi, lại đếm đi. Cảm ơn quán bên Mỹ. Thôi được rồi, để đây nói nguội. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ Mạnh Thường Quân nước ngoài thôi. Cảm ơn. Có lòng tốt với gì thờ gì cũng. Dạ dạ rồi ạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú con đây ạ. Dạ cảm ơn nha cô. Dạ là hậu sự của chú đã xong chưa hết rồi hả? Dạ. Dạ bữa là ai cho hôm cô? Dạ hay mua nó phải cho 25 á cưng. Chứ sao bữa triệu. Con nghe nói là có ai cho rồi nên là con không liên lệ. Lo hết 25 triệu. 25 triệu là bao gồm hòm với thiêu luôn. Họ bán hả? Trời nếu như họ đó con biết con hỏi con bữa đó có ai vô đó. Không có. Có đội nào vô kiếm để nói mà ta. Không có ai vô. Bữa mà có mấy anh mặc bảo hộ vô coi tình hình rồi mà, cho hòm mà. Cái nó chạy hòm vô. Nó chạy hòm vô hả? Nó chạy hòm nó sợ Covid á, gọi đây cũng có nè, ảnh bệnh thôi. Kiểm rờ rồi dùm gì nha. Dạ, biết gì nào gì năm gỡ rờ, cảm ơn nha, con nhiều nha. Dạ dạ rồi, ok, dạ rồi, con chào cô chú ạ. Dạ, cảm ơn. Đây, thưa các cô, các chú, các anh chị, có một Mạnh Thường Quân đã gửi quà cho tụi em. Cũng chung quê với lại đi đó là mà có một cái nick Zalo đó là quê tôi người Hoa Vĩnh Châu đã gửi tặng cho tụi em một phần quà, vậy nên là tụi em sẽ vui quà cho các cô các chú coi nha. Đây một bịch trà dầu gội 5 giây, 1 ký đường, 4 chai nước tương hả? Không thay rồi hả bác? Dạ dạ không có lấy tiền đâu ạ. Để từ 2 hộp sữa, 3 hộp sữa, 1 bịch cà phê 3 trong 1, 2 chai dầu ăn, 1 can nước mắm 5 lít. Ủa? Đại phát. 3 lít à? 2 lít. 2 lít à?
2 bịch cà phê 3 trong 1, và đặc biệt đó là một lốc C2. C2 giờ mở hàng được á. Dạ. Với là 5 cái nhãn. Với 5 cái nhãn. Hình như anh nói 5 cái nhãn mà nhiêu ra đâu tới 5 cái. Anh ơi, có khi nào bị thất lạc không? Họ lấy không anh? Họ lấy rồi. Anh ơi, hôm sau anh đi gửi hàng, anh gửi trái cây, anh đừng bỏ bịch về anh ơi. Anh phải đóng thùng xốp. Giờ nó bị dập hết thúi rồi. Thúi rồi. Cái gì vậy? Cái tô mua hàng tổng cộng. À, nói chung một lần nữa em xin cảm ơn một Mạnh Thường Quân có một cái nick gọi là quê tôi người Hoa Vĩnh Châu. Nói chung một lần nữa em xin cảm ơn, không biết em không biết là nam hay nữ nữa, là anh Châu luôn á. Nói chung em xin cảm ơn anh Châu rất là nhiều, đã thương tụi em, đã ủng hộ cho em mua quý vị rất nhiều nha chị vị ơi. Dạ, để mua cho tụi em những trong ngày dịch này. Nói chung mấy cái món này là tụi em rất là quý, thì bây giờ dịch rất là khó khăn để mua, đi ra ngoài mua đồ. Nên là một lần nữa em xin cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh được nhiều sức khỏe. Rồi, ok. Dạ. Phải làm gì chị ơi, để mẹ nói cho nghe nè Ni ơi. Con gửi tiền với cô Bảo Ngọc với Mạnh Thường Quân, gửi cho mẹ tất cả là 17 triệu để mua quà tặng cho cô bác ở đây. Rồi bây giờ là 17 triệu đó mẹ đã mua quà tặng hết rồi, còn cô bác mười mấy phần. Bây giờ mẹ xin đồng tiền con gửi cho mẹ chị bệnh đó, để mẹ chia sót cho cô bác ở đây. Xin cảm ơn cô Bảo Ngọc, rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn tất cả người tôi thay mặt ban lãnh đạo Cóm Sài Gòn, phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Nay tôi trân trọng cảm ơn. Vậy tao. Một tờ hai người. Một tờ hai người. Rồi sao nữa? Tao không có hả? Tao đi mừng chết. Có rồi mở rồi đó. Rồi đây là Nhi. Đang quay video không? Tôi biết trực tiếp. Cái này là mẹ của Nhi gửi cho bà cụ, hai bà cụ 86 tuổi. 86 tuổi bà cụ ở Quạch Bích. Là bà cụ của Quân Nhi. Và giao gửi cho cô, gửi cho bà cụ. Cái này là bà là trao rồi các con nhận lên, cảm ơn cô Mạnh. Mạnh Thường Quân, mấy anh Mạnh Thường Quân. Mẹ của Ni nói chung ra là chưa có rõ mà kính chào. Cái thứ nhất là thay mặt ban lãnh đạo có Sài Gòn, phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cái thứ hai là thay mặt cô anh chị em có Sài Gòn, cảm ơn cô Bảo Ngọc với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Chia một quán quà do nhỏ, tuy rằng nó nhỏ mà tấm lòng quý giá của Mạnh Thường Quân rất là cao quý. Hơn cả cuộc đời của mọi người. Rất là trân trọng, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Bye bye. Quý vị ơi, lâu lắm rồi mới gặp anh Trọng thân yêu của chúng ta. Thì anh đang ở khu vực cách ly nên là không có thể tiếp xúc gần được với anh. Anh Trọng ơi, thì hôm bữa có cái cô Minh ở Mắm Ruốc Minh Quốc có gửi anh một phần quà. Dạ. Cùng có mắm ruốc nè. Dạ, cảm ơn. Dạ, mắm ruốc đồ mấy nhiều lắm. Cô tên Minh à, ở rồi. Phú Quốc, mắm ruốc dạ, Minh Dũng ở Phú Quốc. Cảm ơn cô Minh bên Phú Quốc. Dạ. Và có một vị Mạnh Thường Quân ở Mỹ lúc trước có hứa tài trợ tiền cho anh để học nghề đó anh Trọng. Dạ. Cũng có mua quần áo, túi xách cũng như ba lô rồi cho mấy đứa nhỏ con anh. Dạ. Rồi sau khi hết phong tỏ thì em sẽ đem qua cho anh nha. Dạ, em đã nhận rồi. Dạ. Thì trước mắt là em sẽ đưa anh một hũ Tylenol là thuốc giảm sốt. Khi nào mà giảm đau hạ sốt ok lắm, nó chữa được Covid luôn á. Dạ. Không phải là chữa được Covid nhưng mà nó ngừa.
với là một chai dầu gió em để trong cặp nó hơi bị nát. Dạ dạ, cảm ơn. Chai dầu gió là để xoa bóp đồ nó đỡ xương khớp á anh. Dạ. Rồi cô đó là bên Mỹ. Dạ, cảm ơn. Mạnh Thường Quân giáo tên ở bên Mỹ. Dạ, thì anh có cô muốn gửi ra dạ, lời gì không? Cảm ơn cô này tên gì? Giáo tên rồi hỏi tên dạ, về dạ. Cha. Dạ cảm ơn cô nhiều rất nhiều. Thế bữa giờ tình hình dịch bệnh này cuộc sống của anh sao anh Trọng? Thì cũng ổn tạm ổn như có mấy chú đây nè. Cũng cho gạo rồi cho đồ ăn. Dạ, anh tới xích gửi, vô xíu cũng gửi vô. Thì với em mấy cô chú cho đồ ăn á. Dạ cũng có đủ ăn trong gia đình. Thì bữa giờ dịch bệnh đâu có đi ra ngoài được đâu đúng không? Dạ. Thì lâu lắm rồi khán giả rất thích giọng hát của anh có thể hát một bài không? Cái này hát nè. Ừ, đứng xa xa một xíu đi. Đó, ôi, đang dịch bệnh luôn. Thông cảm nữa. Anh có thể chia sẻ về cuộc sống ở bữa giờ không anh? Dạ, cuộc sống giờ thì nó cũng ổn định rồi. Con cái thì nó cũng ăn uống đầy đủ. Ừ. Có nhóc nhỏ thì mấy bữa nay nó hết sữa rồi. Nó uống sữa thùng á. Sữa mà bịch bịch gì nè. Rồi có đi mua được không? Hay nhờ không có đi mua được. Thì cũng tính gửi cô Xuyến này mua giùm nè. Để họ nói với cô mua giùm thùng. Để nó uống sữa đó mình đi ngoài không được nữa đi em đi ra không được. Hình như anh Trọng bữa nay mập hơn đó ta. Mập hả? Hay ốm chứ mập gì. Sao tới mặc đồ mập rồi cha. Tại cái đồ nó bự á. Rồi. Rồi hát cũng đoạn ấy, máy dây cũng được nè. Cô chú thích giọng hát của anh đó. Cái cây này à. Hát đưa đi em lỡ ngày kia sông cạn đá mòn. Hát đưa đi em cuộc tình ta chưa đoạn buồn. Hát đưa đi em khơi bếp hồng đốm lửa đêm đen. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn. Đời ai không có những tâm sự buồn. Hát hay quá em cho anh Triệu. Trời rút đi. Ra ca cái hết vô cái nó dính cái khẩu trang. À, cái cũng là cái cũng là cái cô bên Mỹ đó anh. Dạ. Thì có gửi về 1 triệu cho mẹ ruột của anh. Dạ. Và em sẽ gửi 1 triệu mẹ ruột đó, mẹ ruột của anh á. Dạ, anh không biết mẹ ruột là sao hả? Không có, tại vì mẹ ruột mẹ vợ nó sợ. Đó là mẹ ruột của anh để dạ. Phụ tiền mua soi mua bên nếp dạ, và bán soi thay mặt mẹ con cảm ơn cô bên Mỹ là cũng cái cô mà tặng đồ cho anh nè dạ. Và tặng quần áo cho mấy đứa nhỏ dạ, cảm ơn là cô Việt Kiều Mỹ dạ. Rồi cảm ơn anh nha dạ, cảm ơn anh bình tĩnh với em dạ. Kêu gọi khán giả ủng hộ kênh coi dạ quý vị đăng ký kênh của Bình Định Với Yêu nha quý vị rồi rồi ok cảm ơn dạ, anh dạ xin chào anh dạ.